Ở thời điểm hiện tại, các bạn có thể thấy rằng là những chiếc máy từ iPhone 11, iPhone 12, 12 Pro hay 12 Pro Max đều đang có xu hướng nó bị tăng giá khi mà những chiếc iPhone 13 được đưa về thị trường Việt Nam. Vấn đề thì nó tới từ rất nhiều việc. Thứ nhất đó là kẹt biên, hàng khó đi qua, rồi nào là cái vấn đề mất điện xảy ra ở bên Trung Quốc khiến cho linh kiện các thứ đều khó sản xuất, nó thiếu linh kiện và dẫn tới việc là nguồn cung nó thiếu nên nó đã bị đẩy giá lên. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình lại thấy có một cái loại hàng iPhone 12 Pro với một mức giá cực kỳ thơm, full móc như thế này, với giá đâu đó chỉ khoảng tầm là hơn 19 triệu mà thôi như ở bên Di động Mỹ đang bán. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về con iPhone 12 Pro này để xem nó có thực sự đáng mua hay là không, và cũng như là những lý do gì đã khiến cho nó lại rẻ đến như vậy nhé. Đầu tiên, chúng ta vẫn sẽ phải phân tích một chút về mức giá của những chiếc iPhone 12 Pro ở thời điểm hiện tại đi. Với một chiếc máy 99% no box bây giờ trên thị trường thì mình thấy rằng nó sẽ nằm ở khoảng tầm là 21 triệu hoặc là hơn 21 triệu đôi chút, tùy từng phiên bản màu sắc cũng như tùy theo cái phiên bản bộ nhớ mà các bạn lựa chọn. Còn đối với con máy này, hơn 19 triệu, rõ ràng rất là thơm. Các bạn có full box, các bạn có sợi cáp sạc new ở bên trong và các bạn có đầy đủ tất cả mọi thứ ở đây. Mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Đó, bên trong hộp của nó như thế này. Và tất nhiên, hộp này là hộp zin và trùng series với máy, trùng email với máy. Và chắc chắn đây là hộp zin rồi. Những cái trải nghiệm quan sát của mình thì đây không phải là cái hộp fake. Ok, vậy thì tại sao nó lại rẻ như vậy? Thứ nhất, đây là phiên bản Hàn Quốc với mã là KHA. Một phiên bản mà nó luôn luôn mang lại chúng ta một mức giá hời hơn, rẻ hơn so với những phiên bản khác. Trước đây thì những cái mã KHA nó sẽ bị kỳ thị bởi vì là nó luôn luôn bị bật tiếng chụp ảnh, kể cả khi mà các bạn có gạt cần gạt zoom xuống, tắt âm lượng đi hay là bất cả mọi thứ. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì những cái vấn đề liên quan đến âm chụp ảnh nó đã không còn nữa, bởi vì là nó đã có một cái tính năng mà khá giống với những chiếc máy Samsung đã làm. Đó là khi mà các bạn mang ra khỏi cái lãnh thổ Hàn Quốc và các bạn gắn cái SIM của cái nước khác vào thì nó sẽ tự động nhận diện là cái máy này không còn ở Hàn nữa và nó sẽ tắt âm chụp ảnh. Và như vậy thì chúng ta đã có một chiếc máy không khác gì phiên bản Mỹ, không khác gì phiên bản Việt Nam và không khác bất kỳ mỗi phiên bản nào mà chúng ta đã từng thấy. Thế nên rõ ràng với vấn đề âm chụp ảnh này thì nó chẳng còn cái gì mà các bạn cần phải suy nghĩ nữa. Nên là máy Hàn bây giờ nó đã đáng mua hơn rất rất nhiều so với ngày xưa. Không khác gì so với những chiếc máy mà các bạn đã thấy cả. Chủ yếu là nó vẫn bị mang cái mác đấy là KHA, nên là kiểu gì kiểu nó cũng sẽ rẻ hơn những phiên bản khác. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến cho cái con máy này nó rẻ bất ngờ đến như vậy, mà lý do thứ hai đó chính là đây là một con máy demo với cái mã mà chúng ta đang xem được ở đây, đó là mã đầu 3H. Với những con máy demo như thế này thì thường các bạn sẽ có một số những cái lo ngại về vấn đề là nó sẽ hoạt động liên tục này, về vấn đề pin của nó sẽ không còn được ngon này, và về cái vấn đề đó là nó bị kiểu là nhiều người sờ vào rồi làm lọ làm kia, nó bị cháy, nó bị xước ở phần ngoại hình. Thế nhưng mà cái con máy này thì mình không hiểu là cái máy not for sale, máy demo ở bên Hàn Quốc nó như thế nào. Mà khi mà mình kiểm tra về tình trạng này, về sức khỏe pin này, về tất cả mọi thứ nó còn rất ngon nha. Như ở đây thì mình đang check Baotun cho các bạn xem thì cái lần sạc của nó là dưới 10 lần và chúng ta cũng sẽ có sức khỏe pin là 100%. Như những chiếc máy ở những thị trường khác, thường là máy demo ấy, thì mình sẽ thấy rằng là cái số lần sạc pin của nó cũng rất ít, nhưng mà thường cái độ chai pin của nó sẽ nằm ở khoảng tầm là 90% hoặc là thậm chí nó còn nhiều hơn. Nhưng con máy này pin của nó sức khỏe còn 100%, thì đây rõ ràng là một điều mà mình cảm thấy là không biết là con này nó có sale và nó demo kiểu gì mà pin của nó vẫn còn cao như thế. Cái vấn đề thứ hai đó chính là vấn đề xước sát, bởi vì người sờ qua sờ lại thế nào thế kia thì thường những con máy demo nó sẽ bị gặp, nhưng con này thì lại đẹp hoàn toàn như mới luôn các bạn ạ. Chúng ta có thể soi một số những cái điểm như là phần viền này. Thường là những con máy mà viền bóng như thế này mà để kiểu ở bên ngoài nhiều quá thì nó sẽ bị xước viền này thế kia, rồi màn hình bị vuốt nhiều quá thì nó cũng xước. Nhưng con này thì màn hình không xước, viền không chảy. Các bạn hiểu không ạ? Thế nên rõ ràng đây giống như kiểu là một con máy demo, nhưng mà demo cất tủ luôn các bạn ạ, chứ không phải là một con demo kiểu là cắm sạc pin sau đó thì cho khách tới trải nghiệm các thứ giống như kiểu là máy thế giới di động ấy. Thế nên đây rõ ràng là một con máy mà mình cảm thấy nó rất là thơm, nó rất là hời nếu như các bạn đang cần tìm một sản phẩm iPhone 12 Pro phải full box, phải đẹp, phải mới và sức khỏe pin còn phải good. Không biết các bạn thấy sao, các bạn có kỳ thị với những con máy như thế này hay không, nhưng mà bản thân mình nhá, mình đã bán con iPhone 12 của vợ mình. Như ở đây các bạn có thể thấy mình đã giao trên Facebook và mình đã bán thành công. Và mình thêm khoảng tầm gần 3 triệu vào để mình lên cho vợ mình con iPhone 12 Pro này. Tại sao lại lên như vậy? Các bạn có thể thấy rằng là
máy của vợ mình sau 1 năm nó còn khoảng tầm 89% pin, thì mình bỏ ra khoảng tầm gần 3 triệu chúng ta có một chiếc máy pro hơn, thiết kế build xịn xò hơn, rồi lại có pin 100%, có một chiếc máy keng như mới mà lại có cả bộ nhớ trong 128GB, nâng từ pin, nâng đến bộ nhớ, rồi nâng thêm cả một camera, với 3 triệu bỏ ra thì vẫn hơi đấy. Thế nên mấu chốt ở đây là gì? Đó là mình thì thấy con máy này nó đáng mua. Còn quan trọng, bạn có đang kỳ thị máy not for sale, máy demo hay là không, thì hãy comment để lại ý kiến gọi phía bên dưới phần đoạn của video này nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn hữu ích đừng quên là một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.